Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bêcút 2. Hôm nay bọn mình sẽ chơi phần 2 của tựa game Dark Deception. Lần trước bọn mình đã chơi qua hai cánh cửa rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều cánh cửa bọn mình chưa vượt qua được. Lại cái tựa game quái vật đuổi mà các bạn cứ thích anh chơi. Không sao đâu, chỉ cần các bạn ấn like video, ấn đăng ký kênh và xem quảng cáo, ủng hộ bọn mình được bao nhiêu? 1 triệu sub. Đúng rồi, và thế là bọn mình sẽ tiếp tục chơi game thật hay cho các bạn xem. Mặc dù mình rất sợ quái vật đuổi, nhưng mà tưởng tượng nó có con quái vật đằng sau thì thôi, không quẩy nữa. Thôi vào nhá. Ok. Ui, đây là một nhân vật mới đấy, trông như kiểu một cái mặt nạ ai ghê quá. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục game các bạn. Wow, cái giọng đọc này ngầu ghê luôn á. Anh thấy cũng sợ ấy, ngầu quá hay luôn á. Rồi, chúng ta đã gặp lại bà già hay nói nhiều. Bà ấy hỏi chúng ta là có muốn thử với một cái nhân vật khác hay không. Và cánh cửa mở ra là một ông hải tặc các bạn ạ. Ông cướp biển đấy. Rồi, đất liền chưa xong, bây giờ còn đi vào gặp cướp biển. Thế có đi không? Rồi, vẫn phải đi mà các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong. Ở cái cánh cửa này chúng ta cần thêm một cái kỹ năng để có thể đi xuyên qua những cái đống bầy nhầy này. Mình chẳng biết là cái gì các bạn ạ. Và tôi rất là may mắn là bà này, bà ấy sẽ cho mình cái kỹ năng có thể nhảy qua đây được đó các bạn. Chúng ta có thể giống như là teleport á, dịch chuyển. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cái sảnh để bà ấy cho mình kỹ năng nha. Đây như ở hố lava ấy, rơi xuống phát là tan thành mây khói luôn các bạn ạ. Đây rồi, bây giờ mình chắc mình vào đây để lấy kỹ năng. Rồi, hay quá. Kỹ năng lò xo. Gì nữa? Ôi, bà ấy bảo mình là bây giờ đã xong rồi. Cái kỹ năng này đã được bổ sung vào cái iPad của mình. Mình sẽ sử dụng phím 1 hoặc 2 để có thể điều chỉnh giữa hai kỹ năng này. Sau đó ấn Q và E để thực hiện kỹ năng nha các bạn. Rồi, thế là chúng ta có thêm kỹ năng mới. Kỹ năng nhảy lò xo. Rồi, nhảy phát em xem nào. Ui, gì ấy? À, chọn vị trí đúng không? Nhảy căng thật đấy. Vừa nhảy đấy. Nhảy nhanh quá, Baby Thành không biết gì luôn. Ok, thế thì chúng ta tiếp tục. Nhảy tiếp đi. Nhảy. Hay quá, nhảy tiếp. Dễ. Đấy, cái hình tròn tròn xoáy xoáy là cái vị trí mình sẽ nhảy đến đấy các bạn. Không nhảy qua được không ạ? Thế bây giờ chạy nhanh qua nào. Phải kết hợp hai kỹ năng này với nhau. Rồi. Đây là hình như một cái tên riêng đấy các bạn ạ. Ui. Hãy giữ cái đôi mắt chúng ta luôn luôn mở. Ý là phải tỉnh táo ấy các bạn ạ. Trong trạng thái thật sự là phải cẩn thận nha. Kìa, bức tượng ông cướp biển to đúng kìa. Có phải cướp biển không ốc? Thì cướp biển hay là hải quân? Cướp biển sao lại ở trên bờ? Cướp biển vì bây giờ mình phải ra biển mới gặp cướp biển chứ. Hay đây là quân nhân. Một ông như kiểu ông tướng á. Chỉ vì quân đội á. Chỉ huy quân đội. Beyond these gates. Trước cái cổng này là sao? Tôi không hiểu. Đây là cái cổng đi vào này. Ui, what select thế nhở? Đúng rồi, đây là một vị tướng rồi các bạn ơi. Wow. Gì đây? Đừng bao giờ nhìn xa. Là sao? Tôi không biết. Mình phải giữ mắt mình luôn mở. Bà ấy dặn là như thế đấy. Bây giờ chẳng may chớp mắt cái là bị chết à? Đúng rồi. Wow. Đây là một nơi rất là hay ho, rất là kiểu thú vị để tham quan các bạn ạ. Một địa điểm mà như kiểu là một cái nơi nổi tiếng luôn ấy. Ồ, thế là người lính à? Hey, chào anh nhá, đừng bắt em. Chào. Đấy, chào rồi đấy. Hy vọng là anh ấy không bắt mình. Free hour saw hay là gì đấy mình không đọc. Oh my god, đọc không đọc chính xác lắm. Nhưng mà tóm lại là hãy giải phóng cho những cái linh hồn của chúng ta các bạn ạ. Mê cung rồi, và đây là mê cung rồi. Baby Thành ơi, anh chết chắc rồi Baby Thành ơi. Mê cung là anh cái thứ mà anh ngáo nhất, không thể chạy được. Mình đi qua mê cung, mình sẽ vào nhà của ông ấy đằng sau, xa xa kia thấy không. Ui cái gì ấy. Cửa đóng vào. Cửa tự đóng à? Ui bẫy. Bẫy nó xiên đấy. Bật tablet lên, đúng rồi. À có tablet mình sẽ không sợ bị lạc đâu các bạn ơi. Ui. Đừng có mà làm cho cái tiếng bước chân của mình quá to nha các bạn. Ui trời ơi. Vừa mới cảnh báo xong. Đừng đi phải khe khẽ thôi hiểu không. Đi khe khẽ cho nó im cái tiếng thôi. Ê hình như mình không nhìn nó là nó di chuyển sao á. Đúng rồi, lúc nào cũng phải nhìn vào nó. Ui đấy đúng rồi các bạn ơi. Ui đấy đúng rồi. Ôi nó cầm gì. Ui chết rồi. Chết rồi Thành ơi. Phải chạy đi. Đằng sau lưng á. Teleport phát à. Đấy mình chạy qua nó và nó chạy làm sao được.
còn có mắt. Ha ha, mày cứ thận bẫy, bẫy đấy. Ôi, chạy qua, chạy, chạy đi. Mình phải luôn luôn chạy, sử dụng hai kỹ năng này. In case you were wondering, those footsteps are getting louder. Đi lùi lại đi, lùi lại đi. Đó, đi đường khác, đúng rồi. Ê, kìa. Quá căng, không có gì luôn. 4. Ui, ông này đứng tạo dáng kiểu gì mà thế này. Đấy. Ôi dồi ôi, nó xiên cho một phát thì cuộc đời chấm hết. Rồi. 2. Mình bọn đấy nó đi nhanh thật đấy các bạn ạ. Một cái nữa thôi, cố lên Thành rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ok. Chúng ta sẽ làm cái gì đây? Chúng ta sẽ thoát khỏi đây anh ơi. Thoát khỏi đây, Đi chỗ nào thoát khỏi đây? Đi linh tinh đó, mê cung mà. Sao muốn thoát khỏi đây lại phải đi linh tinh? Đúng rồi. Ô thoát luôn à? Thoát luôn, ôi ảo thật đấy các bạn ơi. Ôi mê cung Thành thoát khỏi luôn, đến sợ chứ các bạn. Bà nói cái gì ấy? À, bà nói là làm rất là tốt. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái cung điện này đi. Ui, cứ tưởng được gặp cướp biển, hóa ra đi gặp đại tướng quân với rất nhiều tên lính. Thế nó mở cửa, ui, cửa tự động à? Vào đi, còn gì nữa? Nhưng cái cửa mà tự mở ra là trong chắc chắn có ma. Người ta là đến từ tương lai đó. Tương lai đến từ thời tiền sử. Wow, có những trong này có những cái như kiểu là những cái quy định như sao ấy các bạn ạ? Ờ, thì ở trong quân đội mới phải có quy định, quy tắc. Ờ. Nào, chào này. Đi, chào đi. Đúng rồi, ông ấy chính là một vị tướng. Có một bức tranh kìa. Rồi, chúng ta đi tìm cái mảnh đi các bạn. Đây, đây đúng không? Ui, ai cười đấy? Cười gì mà cười? Bật tablet lên, đấy, đi tìm những cái mảnh ấy đi. Sao mà đi vào cửa, được? Cửa đâu nhỉ? Lên tầng đi, Bê Quý Thành. Có hai cái điểm xanh xanh ngốc ạ. Đây, chính là điểm xanh xanh đầu tiên. Ồ, một cái cần gạt. Bên này cũng có một cái. Nhưng mà mình chưa mở được, mình sẽ phải đi lần lượt hay sao ấy. À, thế là mình phải chạy khu bên kia trước. Đúng rồi. Ôi rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chạy đè, tăng tăng tăng. Trời ơi, 300 viên kim cương. Ui, mấy đứa nào cười đấy? Lại mấy cái thằng đấy nó cười đúng không? Mấy cái thằng lính mà nó như là zombie đấy đúng không? Ôi, ôi Thành ơi. Ui giời ơi, không để ý dưới chân đi và nó xên thôi. Khó chạy thật đấy các bạn, chạy lại. Lần này gặp toàn mấy cái con kinh rồi. Chạy. Bật táp lên. Máy chém kìa các bạn ơi, máy chém kìa. Mình đồ rằng là mấy con này sẽ không làm được gì. Ôi ôi. Mình đồ rằng là mấy con này sẽ không làm được gì. Anh nghĩ là đồ đấy mình dịch chuyển ok hơn. Xong rồi. Di chuyển đi. Rồi. Ai không? Tầm một phút là mày chém luôn, trời ơi, kinh điển luôn. À, đổi tên này à? Không. Không. Quá nhiều trứng. Trước mặt có một thằng rồi. Ui, đứng lại một cái rồi là mình bị chết chắc luôn các bạn. Sao làm lên. 2000 years later. Nó đông lắm các bạn. Khó thế. Rồi, cái cuối cùng đâu? Nó lại xiên cái mũi giáo lên bây giờ. Ô, cái cuối cùng kia rồi. Chỉ có điều Bê Quý Thành là đi vào đường cụt các bạn ơi. Kìa, sao không rẽ phải? Bật map bé lại đi. Biết bật map bé không? Map cái gì? Đấy rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm viên chủ các bạn ơi. Tìm viên chủ chắc là ở. Mình sẽ phải thoát ra. Và mình sẽ đến cái chỗ tượng mà nó nâng lên như này này các bạn này. Đó. Thấy nó hướng dẫn đường đi chưa? Rồi, chuẩn bị teleport một phát qua ba ông. Lấy viên chủ. Đúng rồi.
Lấy được rồi. Hay quá. Giờ chúng ta nhiệm vụ là à, chúng ta cần phải đến cái cổng các bạn ơi. Cái cổng. Đây đúng rồi. Cái lối vào. Cái lối vào. Chạy đi. Thoát chưa? Thoát rồi. Không, chưa thoát. Bây giờ ra chỗ mê cung vừa nãy. Lại mê cung à tôi. Em phải tìm cửa nó mở á, chứ cửa đóng không có được. Cửa mở đâu? Cái cổng á, đi xuyên qua mê cung như lúc nãy á. Thế rồi đóng cửa rồi, thấy chưa? Cái cửa nào? Hình như nó có mấy cổng liền á, mê cung rộng mà. Đây, mở cửa này xem. Đây rồi, chạy thẳng đi. Đâm đầu vào, chạy đi. Chạy đi, không nhìn lại. Đúng rồi, chạy tiếp là đúng đấy các bạn ơi. Đúng rồi. Chúa tể à. Trời ơi, nhanh lên, phải thoát ra khỏi đây. Ê, ui, đội quân của ông ấy kìa. Ui, ông ấy ném cái gì ấy. Hả? Cái gì đấy? Hả? Ui, kìa con mắt điên màu đen đấy. Đâu, chạy đâu, cửa chạy, đấy à? Đi tìm các cửa, cái đấy, cái cổng ra đấy. Ui, khóa rồi, không được. Phải làm một cái cửa, nó không khóa mới đi được. Ui, con Batman pha kè kìa. Ui, vào đây. Con mắt điên, con mắt gì? Ui, cửa mở, cửa khóa này làm sao mà ra không ấy. Ui, ông ném gì cái kinh quá. Thật, những con lính ông ấy bây giờ mắt đỏ luôn rồi ấy. Không còn là mấy con lính ở trong kia đâu. Mấy con lính ở thành tinh rồi. Ôi kìa, cửa kia mở rồi sao nhở. À, chưa. Đâu mà mở. Con ma đen nó vẫn đang đuổi đấy. Thế rồi, con ma này nó liên tục đuổi anh mà. Lắm thế. Kìa, lính của ông ấy luôn á. Ghê quá à. Hay là mình rũ ông ấy ném rìu vào cái cổng nhỉ? Ừ. Quá này. Ê, ông ném gì vào đây đi. Ồ, không ném được vào à? Như thế là cũng là ném vào rồi. Ờ, khéo rũ ông ấy ném rìu vào cổng các bạn ơi. Đây. À, ôi, rồi. Con ma. Chạy nhanh lên ơi, con ma. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở tiếp cửa kia. Ui, con ma đang đuổi. Mở tiếp. Hay quá, chạy đi, chạy ra phía kia. Chạy đi, ôi, con ma kia. Con ma tuổi gì? Yeah. Yeah, tàn điểm C. Chết quá nhiều luôn, cái ma này nó khó, nó đông các bạn ạ. Để xem mình chết bao nhiêu, chết 47 lần. Không sao các bạn ơi. Dù sao pha cuối mình cũng đã lừa ông ấy ném cái điều vào cánh cổng. Và cái cổng đứt xích của mình chạy ra được. Còn mà suýt nó bắt được ảnh. Ra xem bà già nói gì ta. Rồi. Bà già chắc sẽ bảo ngu. Thằng này giỏi nhỉ. Thoát được là bằng đấy người là kinh rồi các bạn ạ. Toàn quái vật thôi. Level 7, level 8 rồi, lên có 2 level, chết nhiều quá mà các bạn. Bà ấy nói gì? Tao không nghĩ là mày lại có thể đi xa đến thế này. Trời ơi, thật là không thể tin nổi. Ai mà biết rằng mày lại có thể đi được như thế. Ôi, ghê thế nhỉ. Nếu như mà bạn tin cô ta thì cô ấy chỉ muốn những cái gì mà bạn làm thôi. Tóm lại con mắt này bảo là đừng có mà tin bà này. Ok, hãy tin cái con quái vật khát máu đi. Ai, không có nghi ngờ gì rằng nó là cái điều mà nó thích nhất ở trong trái tim của con người. Là sao? Nghe trong người. À, là cái con mắt đó, nó thích nhất là cái trái tim của con người. Ôi dồi ôi. Con này nó tức, các bạn, nó tức. A cay đấy các bạn, a cay. Con này tên là Ma Lắc đấy. Liên quan gì tới Va Lắc không mà. Rồi. 6 mảnh ghép. 6 mảnh ghép đã được rồi. Nó cũng bảo là có muốn try again không kìa. Có, sợ gì. Ê, như là con vịt đúng không? Ờ, con vịt. Con vịt mắt to, mắt bé, mắt lé. Đầu còn nứt cơ. Vịt thì làm gì có răng được. Ờ, đầu nó có bị nứt các bạn. Thôi được rồi, chui. Đây là xương sọ đấy. Alex blocked the entrance. Now that's just pathetic, don't you think? Never fear, love. Có giải pháp các bạn ơi. Chúng ta cần phải sử dụng bộ não một tí các bạn ạ. Đoạn này, cái màn này chắc là mình nghĩ sẽ phải kiểu như là
hơi tư duy nhẹ đấy các bạn ạ. Rồi, con này thì vỡ não, còn mình cần phải có não. Mình update à? Mình có cái gì update à? Ôi, bây giờ mình có kỹ năng mới gì này? Giống như là tâm linh á. Ờ, trí não hiểu không? Ừ, những cái nguồn năng lượng phát ra từ bộ não của mình. Bây giờ mình update lên à? Trí não mà. Còn tận 10 điểm. Chúng ta đừng trí não thêm điểm đi. Ờ, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cánh cửa nơi mà cái con vịt đầu sứt răng người đấy. Mồm nó chảy dãi khiếp vãi. Đi được rồi đấy. Chết rồi. Bộ não đâu? Đây rồi. Rồi, dùng bộ não đi. Cái gì đấy? Con khỉ á, ở màn đầu á. À, sao tự nhiên có bộ não lại có con khỉ nhỉ? Chắc là nó loát kiểu những cái mà mình đã trải qua rồi à. À, trí nhớ à, trí ngu à. Stranger Sewer. Người may à, nhà may kỳ lạ à các bạn? Ôi sao, thế là con búp bê. Ôi, đường cống. Đừng có sợ các bạn ơi. Just don't get any of it in your mouth. Sorry các bạn, siêu là may vá nhưng mà sewer là cống nha các bạn. Thế là bây giờ chui vào cống. Đúng rồi. Và có một con vịt thích bơi ở trong cống nó đủ ấy. Chính xác luôn. Rồi, ở trên mặt đất không muốn chui xuống cống. Pay attention là phải chú ý nha. All kinds of things get flushed down here. Alligators, goldfish, duckies. Con vịt kìa. Hóa ra không phải là con vịt sống mà là con vịt đồ chơi. Ôi ôi, nó to và nó không có mắt mà nó giống như một sinh vật sống cơ. Ờ. Nó đội mấy cái ấy kìa. Ê, nhưng mà mấy con này bị nhốt rồi. Không liên quan lắm. Đúng không? Nó bị nhốt trong lồng rồi mà. Ờ, chắc không sợ đâu, bị nhốt rồi. Đường cống này rất là ghê. Ôi rồi ôi, tôi nghĩ chúng ta phải chạy thật nhanh à. Hãy giữ cái miệng của tôi. Ép. Con gì chè lưỡi ở đây? Con gì đấy? Nó liếm anh ốc ơi. Ờ, eo ghê chết luôn. Rồi, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm 310 cái kim cương luôn á. Nó mở lâu thật đấy các bạn ạ. Nghe có tiếng con vịt đi. Nghe một cái tiếng bước chân mà không phải là bước chân của mình. Ê, cẩn thận những con vịt nha. Con vịt nó làm sao? Chạm thử con vịt xem chết không? Không rồi, anh không ngu. Đấy, ôi dồi, nó mổ kìa. Ép. Nhanh lên. Ôi dồi, ép cái gì? Ấn ép. Điều này còn không thoát được đâu. Ở trong cái cống này chúng ta sẽ bị giảm tốc độ chạy các bạn ạ. Đây, ví dụ anh chạy này, đó. Không, gần như là không có tác dụng nhiều đâu. Rồi. Next zone á. Rồi. Vùng khác, đến vùng tiếp theo đi, nó bảo thế. Rồi. Đứng mãi ở một vùng à. Ôi, tổ vịt rồi. Ê, bức tượng giơ tay lên ở kia kìa các bạn. Đây là nhiều kiểu trung tâm ở đây rồi ấy. Cái gì đấy? Ủa, đi tiếp đi anh ơi, đi tiếp đi. Chỗ đấy không vào được. Cụt. Không chui vào đây trốn được à? Không, mình phải mở cửa mình đi, cửa đằng sau kia. Ui. Bẫy nè. Rồi, chúng ta đến phần zone tiếp theo. Ui, căng quá. Quá căng. Mình không sao, anh lại nước cống nữa. Xong đi đằng kia. Đi đằng kia xong quay xe đi nhá. Đừng đi thêm nữa, không có tiền đâu. Trời, tự nhiên đi cái đường đó chi vậy? Đi cái đường này thì đường đi đường chi vậy? Bình tĩnh cái gì? Ép nhanh lên. Nhanh. Chạy. Ôi giời.
đằng trước đằng sau hai chú vịt con chạy lon ton bắt được đứa trẻ con. Còn 38 nữa thôi về thắng luôn. Thắng luôn, sắp chết toi bây giờ. Thắng luôn. Ở đây mình lấy một cái, xong mình dịch chuyển, xong mình tăng tốc, mình chạy. Ơ, nó không thấy mình nữa rồi, may quá. Hết nhạc rồi, hết nhạc rồi. Góc khuất, nó không thấy mình nữa. Đến đây là có thể thắng rồi này các bạn. Ờ, 9 cái chắc ở đây hết. Ừ. Tận gai 8 7 6. Yên tâm đi, anh sẽ lấy được hết ở đây. 5. Không phải đâu anh ạ, chỉ còn 4 nữa. Hết rồi. Thiếu một cái. Thiếu một cái ở đâu nhỉ? 2 1 1. Đi ra khỏi đây đi Thành ơi. Còn một cái nữa thôi các bạn ạ. Đi ra khỏi đây dễ phải nè. Đây đây, anh biết nó có hướng mũi cho mình chạy. Ừ đúng. Sót một cái luôn. Nó đấy. Nó thì mình chạy thôi, gì sợ. Ơi kia rồi, kia rồi. Kia rồi, à, cái này thôi. Yên tâm, quả này nó không thể bắt được ai luôn. Dễ trái, dễ trái. Hô, bắt hô. Ui. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ lấy mảnh nhẫn. Ma. Chết rồi. Không có. Lại cái con Batman pha kè đúng không? Ok, quay lại chạy đi. Chạy quay đi. Đúng rồi. Xe. Ui. Gì ghê thế, chết rồi. Tốc tốc đi. Rồi. Làm sao mà bắt được anh? Chạy luôn, bây giờ chỉ có dùng kỹ năng thôi các bạn ạ. Mình mà chạy thường là chắc chắn sẽ bị chết. Đúng rồi. Chúng ta đây sẽ phải. Vẫn đang bị đuổi đấy. Đúng rồi, chúng ta đang ở là nút đỏ đỏ. Luôn luôn bị đuổi. Rồi. Thật bẫy. Bẫy. Rồi. Cái kia. Đó, chính xác. Đấy luôn. Cái gì đây? Lại là con quỷ. Ờ, con quỷ bảo đã quá quá trốn rồi các bạn. Mình đã đi này quá nhiều rồi các bạn. Quá trêu nó rồi, nó phát điên rồi. Rồi. Con này có ba ngón tay thôi các bạn. Cái gì đấy? Mày bốc phê đi cho con quỷ hai sừng à. Nó sợ rằng là mình sẽ kết thúc ở đây đấy. Nó sợ rằng nó bảo ý mình là, ý nó bảo là ta sẽ không tin mày ra khỏi đây được đâu. Ê, đừng có bao giờ khinh thường bên của Thành nhá. Rồi. Hãy để cho nó giới thiệu đối với mình. Đây chính là. Là cái gì? Đấy. Là con gà. Đằng sau nó có cái gì? Có bàn tay. Bàn. Có rất nhiều bàn tay. Tay. Ôi bàn tay của em. Nó không hề biết mình ở đây. Nhưng mà nó cho mình gặp rắc rối các bạn ạ. Thôi, tha cho tôi bạn ơi. Ui, bây giờ sao? Những bàn tay này sẽ truy đuổi mình đúng không? Những bàn tay lao đến bóc cổ ốc. Điên à? Ôi, không phải là bàn tay gì đây? Con vịt chúa, con vịt Ducky Hắc. Tức là con vịt lúc nào muốn ôm mình là lấy tay ôm. Ôi, né đi không đâu, né bỡ mồm của cho xồm ấy. Ô, thế cái gì phát sáng đây? Cái ở giữa cái gì phát sáng đây? Sử dụng cái này à? Sử dụng cái gì kìa? Ôi trời ơi! Ôi! Nó bắn! Chưa kịp sử dụng! Nó bắn cả cái mồm vào! Rồi! Vạn! Rồi! Quay lại vạn! Cần kỹ năng đâu! Ôi trời ơi! Nó giống như là con ếch á! Cái lưỡi con ếch hay con thằn lằn á! Nó thò dài ra xong nó cuộn vào!
Mùi này ném vào mồm mình vỡ mặt à? Ờ mà nó nhanh lắm. Cái này mình sao quay được? À nấp sau cái cột này được này. Ê có sợ. Úi giời ơi. Què à. Mỏ, què mỏ chưa mày? Nó bị đau mồm rồi. Quay đi quay đi. À. Ôi giời ơi nó thức rồi thức rồi. Úi sao cái má này. Con này ui con kia. Nó cũng bắn ra cái gì á? Tắt trốn đây này. Ủa cái gì đây? Ê làm thế nào đấy để lựa cho cái con kia nó bắn đúng con này chết luôn. Đây. Quay cái này để làm gì ta? Mày không biết định xả nước đây cho trôi hết à? Ừ. Rồi. Rồi đéo quá. Quay tiếp. Để ý ra các bạn. Ừ. Mày hả? Rồi. Sập xuống rồi. Bây giờ làm gì? Ê, đi qua cửa này. Cẩn thận bẫy. Chạy thôi, thoát thôi. Getting back to the portal is not going to be so easy this time. Rồi. Tìm. Ê, cái bên trái có cái gì? Lấy cái này đi. Rồi. Ơ, không được. Không mở được á? Ờ. Úi, sao lại không mở được? Cửa đấy không mở được các bạn ạ. Ui. Con vịt nó chắn nó không được hả? Con vịt chắn không được các bạn ơi. Ui, đây cái này mở được. Cứ không có con vịt chắn là mở được nha. Đi thẳng đi. Ui, con vịt nó đứng lên rồi đấy. Ui, nó đứng lên rồi Thành ơi. Ơi, anh đây. Mở cửa đi Thành ơi. Anh muốn thoát đây khỏi đây lắm chứ. Chạy đi. Ui, đâm vào tường. Không sao đâu. Seriously. Còn hơn là không dùng kỹ năng gì để chết. Ốc biến lại đập mặt vào tường đứng ở trong đấy như là đứa ngáo. Đi rồi. Mở cửa. Rồi. Đấy nó đập cửa đấy. Còn gì nữa? Có vẻ sao tự nhiên im thế nhỉ các bạn? Đây, sẽ cửa này. Anh biết mà, anh đang nhìn xem thấy cái gì không thôi. Thoát chưa? Sắp rồi. Thoát rồi. Chạy một mẹt mạch đi. Chạy chậm à? Chạy chậm này hồi hộp lắm. Dịch chuyển một cái là mình sẽ bị. Ôi dồi ôi. Tập trung vào. Thoát rồi. Yeah. Oh my god. Chơi quá giỏi luôn. Màn này có vẻ giỏi hơn rồi các bạn ạ. Chứ không ngu như màn lúc nãy. Xem level mấy rồi? Anh à. Ui được rank B luôn này. Level 9, level 10. Rồi, level 10 thôi. Không sao, nhưng mà cái màn thứ hai con vịt đuổi anh chơi hay hơn nhiều. Anh còn né được nhá. Rồi, next rồi các bạn ơi. Vậy là hôm nay tụi mình đã chơi qua hai màn. Đó là màn của một anh lính. Không phải, một vị tướng quân. Một vị tướng quân gì? Sao một vị tướng quân lại có nhiều người lính giống vị tướng quân thế? Nói chả hiểu gì. Tất nhiên là B tướng quân là phải có người lính rồi. Người lính giống nhau là bởi vì trong quân đội là mọi người phải giống nhau rồi. Không đâu, hình như ông ấy là ông đẻ ra mấy người lính đấy giống nhau thật đấy. Người ta điều quân của người ta chả biết gì cả. Rồi xem con mắt nói gì nào. It vexes me greatly that you're still here. Thật là phật ý khi mà mày vẫn ở đây. Ôi dạ. Nó không thích mình ở đây đâu mà. Nó không thích mình làm việc cho cái bà già kia. Và nó cũng muốn mình hẹo à? Nào, bây giờ thì cô ta sẽ có một cái mảnh khác của chiếc nhẫn. Đúng rồi. Mọi cái mảnh mà cái bà tóc bạc có ấy các bạn ạ, thì sẽ giúp cho bà ta có nhiều sức mạnh hơn. Và đừng quên rằng là mình đã là người lấy nó. Đấy. Thế mình có biết gì bà suối mình làm thôi mà. Ok, bà ấy đang có nhiều năng lượng hơn. Năng lượng đủ để làm cho mình biến tất cả những điều ước của mình trở thành sự thật các bạn ạ. Wow. Vậy bạn đã biết tại sao bạn ở đây rồi phải không?
Why not tell him what fate befell the... Tại sao mà bà ấy không nói cho mình cái định mệnh sẽ xảy ra? Bởi vì mình có thể là người cuối cùng có thể tin tưởng được ấy các bạn. Kiểu vậy, tin tưởng vào mình. Ủa là sao không hiểu? Ủa bà này kiểu quay lưng lại ra vẻ nguy hiểm các bạn ạ. Quay lưng ra vẻ ngầu. Ừ. Chả ngầu gì. Rồi sao? Five more pieces to go, love. Ok, chúng ta cần tìm thêm 5 mảnh nhẫn nữa các bạn ạ. Chính là 5 cánh cửa kìa. Đúng rồi. Hôm sau chúng ta sẽ gặp chú hề các bạn ạ. Yeah, và có lẽ là bọn mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình. Mặc dù Baby Thành chơi hơi ngu nhưng không sao các bạn ạ. Vẫn qua là được rồi. Anh còn bị đứt tay thì chơi game thắng là được rồi các bạn ạ. Okay. Hãy nhớ like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo ủng hộ bọn mình để bọn mình có thể đạt được 1 triệu subscribe. Cảm ơn các bạn. Bye. Bye bye. Đăng ký để kênh đạt 1 triệu sub nha.